À, cái video hôm nay thì mình muốn nói về một cái số cách phát âm của một số từ đặc biệt à, mình không có um, chỉ các bạn cách phát âm à, đến vần abcd à, vì thực sự cái cách đến vần của mình nó cũng sẽ không chuẩn như cái người bản xứ <laughs> sorry cho nên nếu học thì mọi người nên lên trên mạng search cái À, những cái video mà phát âm của người bản xứ thì người ta phát âm sẽ chuẩn hơn. À, hôm nay mình chỉ chỉ cho các bạn một số cái từ khi nó nguyên âm và phụ âm khi ghép với nhau thì nó được phát âm đặc biệt hơn, nó không như 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 ban đầu. Ví dụ như chúng ta thấy cái chữ này, trong tiếng Việt mình là chữ giờ, nhưng trong tiếng à, tiếng Slovak nó là đờ phải không ạ? À? À, nếu đúng thông thường á, thì chữ um, chữ chữ d chữ e kết hợp với nhau thì chúng ta sẽ sẽ phát âm là d chữ đây là chữ t đây là chữ e chúng ta phát âm là t n e n e l e l d i d t i t n i n l, i l i l i âm y này là y dài hơn. âm y này thì nó dài hơn. thì chúng ta à, nếp thường thì chúng ta đọc là đi ti, ni, li nhưng không các bạn không được đọc như vậy trong tiếng slovak nhé. một người chú ý khi mà chữ d, chữ t, chữ n, chữ l nó kết hợp với chữ e, chữ y hoặc là chữ y, y dài thì chúng ta sẽ đọc nhẹ hơn âm đờ bây giờ nó sẽ chuyển thành âm d âm tờ nó sẽ chuyển thành âm chờ âm n nó chuyển thành âm nhờ âm l nó chuyển thành âm l tương tự như bên đây không đọc đây không đọc là d mà chúng ta phải đọc là d d nhé lé dí chí nhí lý dí chí Ni li chúng ta không đọc là de te ne le di ti ni li di ti ni li chúng ta phải đọc là je che nhé le di chi ni li di chi ni li nhưng nhưng với âm e âm e ngắn á, thì chúng ta đọc chuyển nhưng âm e dài thì chúng ta vẫn giữ nguyên chúng ta vẫn đọc là de te ne le ví dụ như đây cash de cash de hne de mi stu chép lê. không đọc là test le nha mọi người vì tờ e à, tờ e chúng ta cũng đọc là chép đọc thành âm chờ âm chờ đây chepre male uh, ne. không đọc chevre nghe mà chervene malade moderne đó nên mọi người chú ý là khi âm dơ âm tơ âm nơ âm lớ kết hợp với e i và i dài thì chúng ta sẽ đọc thành dơ nhớ lơ chờ thì những cái âm này đây mình sẽ đây cho mọi người thấy đây âm tờ nó sẽ chuyển thành âm chờ đây âm tờ mình sẽ đọc thành chờ âm đờ mình sẽ đọc thành giờ và âm âm gì nữa ta ừ, âm l âm l mình sẽ đọc thành l đó giờ t l à âm n mình cũng sẽ đọc thành nhờ khi mình kết hợp với e i và i dài ở đây mọi người sẽ đọc là ye chi không đọc là de ti mà đọc là ye chi rojina ye jina di vatlo khoyin nisko nisko không đọc là nisko mà là nisko nich nie lishka, list niejiny kiko kisik kisik trong tiếng slovak nó có một số cái từ á mà mình thấy một số cái cái video của người Việt mình hay hay dạy á thì cái từ mọi người hay dạy cái từ phát âm này cái từ này và cái từ này hai người mọi người hay dạy là phát âm giống nhau là sờ sờ nhưng không phải ạ cái từ này á là t t mình phải để cái lưỡi mình ở trên cái đắc họng ở trên trên cái hàm răng trên á kêu kim cái, cái hàm răng trên á mình đánh xuống còn cái từ này là phát âm bình thường là sờ 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 bình thường là xe là bình thường nhưng mà cái từ này phải là not double not tức là nó xì ra mình không biết diễn tả như thế nào nhưng mà nó không phát âm giống nhau nó không phải là sờ 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 như nhau nếu mình nói là not 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 nó là cái lỗ mũi còn mình phải nói not nó nó khác nhau mọi người và cũng như âm 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 này thì chúng ta đọc là tr tr bochitach tr 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 chứ không đọc là chờ 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 là cái âm này âm này là chờ ch chờ cha mẹ từ chờ trong từ cha từ mẹ còn âm này là tr nó mạnh hơn à, mình không biết là tr tre ừ, trong tiếng việt nó âm này trong tiếng anh nó có tre còn âm này là s cái này là s, cái này là s mọi người ơ uống cái lưỡi lên s còn cái từ này là z z câu này là r r r này là mạnh hơn r cậu này là z z z giống y là z z z câu này là r À, âm này thì đọc là kh 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 nó rất là nhẹ âm này mình học rất là nhiều nhưng mà chồng mình suốt ngày nói là mình phát âm sai, thỉnh thoảng mới đúng thôi. Nó mình hay đọc là kh nhưng mà chồng nói là không phải nó phải nhẹ hơn nữa kh kh. ừ. vẫn vẫn chưa phát âm tốt cái 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 âm này. Đó còn âm âm này à, đây là đ đây là mọi người hay nói là giờ À, nhưng nó không đọc là giờ bình thường như cái âm trong đây không có ta cái âm này à, cái âm này mọi người đọc cũng là giờ cái âm này mọi người đọc là giờ không phải cái này là giờ bình thường là đúng nhưng cái này mọi người phải để cái lưỡi mọi người phía trên mọi người nói là giật giờ <Nhạc> Yakuyem mọi người không nói là Yakuyem <Nhạc> mọi người phải nói là Yakuyem <Nhạc> giờ cái cái lưỡi cái lưỡi mình để lên trên cái đắt học ở phía trên rồi mình đánh xuống giờ <Nhạc> còn cái này đọc là giờ bình thường giờ Aya, Ya, Zero Yahoda nhưng mà từ Yakuyem <Nhạc> mọi người sẽ để ý người ta sẽ nói là năm nó 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 khác một chút Yakuyem <Nhạc> Yakuyem chứ không nói là Yakuyem <Nhạc> Yakuyem không nói là da à, mà nói là da còn mình nói là da hô đi đó thì một số chú ý nhỏ thứ nhất là về cách phát âm một số từ thông dụng vậy thôi cái cách của mọi người hay hay nói là hơi sai một chút đó và một số cái từ này thì mọi người chú ý khi âm âm e âm i và âm i dài khi nó kết hợp với uh, t n l thì chúng ta sẽ đọc chuyển thành cái âm âm nhẹ âm âm sốt là dè cha nhe le di nhi chi li di nhi chi li bất nhưng mà âm e dài thì chúng ta vẫn đọc bình thường đó là de nè tè le ok ahoy chè